Có một loại kỳ hoa dị thảo ở rừng Việt Nam mang tên là hoàng thảo chuối ngọc. Lan hoàng thảo chuối ngọc là loại lan rừng đẹp. Các đốt phình tròn lên giống như viên ngọc. Cây dài khoảng 20-40cm. Mùa hoa thường rơi vào mùa xuân. Cánh hoa phất tím nhạt, trắng, hồng vàng. Lan chuối ngọc thuộc nhóm lan hoàng thảo. Hiện nay số lượng cá thể trong tự nhiên còn rất ít. Loài lan này mang vẻ đẹp tự nhiên và hình thức đẹp nên rất được ưa chuộng ở trong nước. Không chỉ đẹp mà loài hoa lan này còn được ưa chuộng vì chúng được coi như là biểu tượng của sự giàu có và tình yêu hoàn mỹ. Nhiều đám cưới đã chọn lựa loại hoa lan này làm hoa cưới cũng vì lẽ đó. Lan hoàng thảo chuối ngọc là loại lan thân thảo có đặc điểm nổi bật chính là hình dạng thân lá khá đặc biệt. Nhiều đốt phình tròn to ra nhìn xa giống như một cái chuỗi ngọc xanh đẹp mắt. Hoa chuỗi ngọc khá đẹp, thường mọc ra ở những đốt của thân. Khi nở, từng cánh hoa bung tỏa ra với nhiều màu sắc khác nhau, cùng hương thơm ngào ngạt khiến ai nhìn ngắm cũng bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của từng bông hoa. Màu sắc hoa có một vài loại khác nhau, có loại màu trắng pha tím, môi có màu nâu hoặc có loại màu trắng pha vàng khá đẹp. Em nay có ít chậu thuần sẵn muốn chia sẻ cho anh em sưu tầm và bảo tồn giống lan quý này. Giá chỉ 170.000 mỗi chậu đã thuần đẹp. Về chị chăm và chờ xuân này nở hoa thôi ạ. Và hôm nay thì em có lựa ở trong vườn ra một số cái chậu lan chuỗi ngọc đẹp khỏe ra để quay clip lên giới thiệu với quý cô bác và anh chị luôn mọi người ha. Đây mọi người xem cây thuần khỏe và đặc biệt là cái mùa này là cái mùa Tết tới nơi rồi. Cũng là cái mùa hoa của cái cây lan chuỗi ngọc này nó sắp nở nên là mọi người có thể là sắm cho mình một chậu về để chúng ta chờ đón ngắm hoa Tết luôn mọi người nha. Đây cái đặc trưng của cái cây chuỗi ngọc rất là dễ phân biệt mọi người nha, tức là thân nó xanh giống như là những cái viên ngọc lục bảo vậy ạ. Đây nè, xanh lè lét ha, và những nó hình thành ra những cái đốt tròn nhìn giống như là một cái chuỗi, một cái vòng dây ngọc á mọi người, khá là hay ha. Cái đặc trưng rất là đẹp. Thằng này thì nói chung là cái cách trồng chăm sóc của nó giống như cái cây lan hoàng phi hạt vậy thôi mọi người. Nó cũng khá là dễ trồng nếu mà chúng ta hiểu rõ được cái đặc tính của nó. Đây như vườn em thì trồng chăm sóc giá thể rất đơn giản. Mọi người thể thấy là trồng giá thể là giớn đen sợi thôi với than ha. Nói chung giớn đen sợi than là cây này ok rồi. Thằng này nó cũng thích nghi với rất nhiều kiểu giá thể nên là mọi người trồng chăm sóc rất đơn giản, tưới giữ ấm hàng ngày là được rồi mọi người nha. Rồi đây, và mỗi một chậu như vậy thì em chia sẻ với giá là 170.000 thôi mọi người, 170.000 chậu. Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển, phí chuyển chắc tầm cỡ 30.000 do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng mọi người nha. Thì mọi người mua em sẽ đóng gói nguyên một chậu đây, gửi đi thì tới nơi các bạn chị chỉ biết là thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được, và được kiểm tra hàng trước khi nhận nha mọi người. Hàng đẹp như quay trong clip thì anh em thanh toán là được ha. Đây, thân nè. Nhìn cái thân ngắm, cái thân này rất đẹp mọi người. Ở trong cái giống lan rừng Việt Nam nó có rất nhiều dạng, và trong đó có một số cái cây là nhìn vào phát là mọi người biết ngay. Ngay cả những anh em mà chơi lan lâu năm hay mới tập chơi, chúng ta đều nhìn vào phát là biết ngay. Ví dụ như Trúc Phước Ba cũng dễ nhìn thân lá nè, Kiều Dệt cũng dễ nhìn thân lá nè, hoặc là cái cây hoàng thảo chuỗi ngọc này cũng rất dễ nhìn nhận dạng ra được từ thân lá ha. Và đặc biệt là hoa đẹp nữa. Rồi, hoa rất lâu tàn mà người. Thằng này hoa nó nở cả tháng mới tàn luôn. Rồi. Thân đẹp ha. Trong nếu mà các bác chị là một cái tín đồ thích chơi những cái dòng lan rừng mà cho cái thân lá đẹp thì chúng ta có thể là chơi sưu tầm những cái cây chuỗi ngọc như vậy. Rồi. Về chỉ treo mọi người, trồng sẵn trong chậu hết rồi, về mọi người chỉ biết là treo thôi. Để mọi người có thêm một cái bộ sưu tập lan rừng mới ha. Rồi. Quay số chậu mọi người xem. Xanh mướt. Là xanh như ngọc lục bảo mà. Thân xanh đẹp lắm. Rồi, anh em sưu tầm thì cứ liên hệ với em nhé. Mọi người liên hệ 0384 750 258, em sẽ đóng hàng và gửi ship đi mọi người nhé. Mọi người nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo đều được. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.